ngành công nghiệp dệt may có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc dân, nhằm bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, có điều kiện mở rộng thương mại quốc tế và mang lại nhiều nguồn thu cho đất nước. Ngày 11 tháng 12, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã tổ chức hội thảo Khu công nghiệp xanh cho chiến lược phát triển bền vững ngành dệt may nhằm đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của ngành trong bối cảnh mới. Mặc dù là một trong những ngành chịu tác động mạnh và gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, ngành dệt may Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội trong bối cảnh thương mại toàn cầu thay đổi. Để thúc đẩy ngành dệt may phát triển bền vững, việc xây dựng các khu công nghiệp xanh là vô cùng cần thiết, nhất là sau khi Việt Nam ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những yêu cầu rất khắt khe về môi trường và nguyên phụ liệu. Hiện nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư xây dựng các khu công nghiệp dệt may và triển khai các dự án quy mô lớn tại Việt Nam để bảo đảm sát với tình hình thực tế cần phải có các giải pháp chính sách phát triển bền vững các dự án khu công nghiệp xanh ngành dệt may có công nghệ hiện đại bảo đảm về môi trường tránh việc phát triển tràn lan tự phát